quần bình thường, người bình thường mà khoảng chừng 60 kg đến 70 kg bằng cũng vừa các bạn, cái quần bình thường ấy. Còn cái quần bự cái này nó bự ra rất là nhiều, mà người ta bé thích bằng lưỡi lửng chứ không là bự sọt, nhưng mà còn cắt ngang nó quần bự nha. Đây là cái quần bình thường mà bán mỗi ngày là cái người bình thường bạn này cũng 50-60 kg, quần này thì khá lớn các bạn nha. Đó, các bạn thấy nó lớn không? Quá lớn luôn. Đây, các bạn thấy quần bình thường có bao nhiêu không? Đây, cái quần khổng lồ đây. Quá lớn luôn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn ha, bữa nay mình sẽ cắt cái quần khổng lồ. Cái quần người này khoảng chừng gần 100 kg nha các bạn. Cái dải này là dải cúc, dải kaki nha. Nó thun hay da các bạn. Mình sẽ cắt cái quần ra, cái quần khổng lồ các bạn thấy không? À, cái anh này anh cắt tới 3 cái này là quen cái thôi, mình cắt tới 2 cái nè. Mình cắt 2 cái, cái màu xám đen, cái màu xám thường nè ha. Còn cái này là cái quần màu viên nữa các bạn. Cái quần này khổ quá, giải mình nó lớn nên mình sẽ không nói thêm miếng giải nha, tại vì người nó bự lắm nên bắt buộc phải cái sườn mình phải nói thêm một cái đường sọc miếng nữa, sọc lớn nữa. Nhưng mà cái giải này chắc mình nghĩ đủ khổ nè. Mình sẽ cắt các bạn thấy nha. Đây mà ủi mình mình sẽ chảy cho các bạn thôi coi ha. Chúng ta sẽ ship đo lại các bạn. Khi chúng ta cắt cái quần chúng ta ship đo lại. Chúng ta sẽ ship đo giải này cái chiều xuôi ha, cái chiều mà cái chiều biên đó chúng ta lấy chiều biên ha. Nhanh lắm các bạn. Chắc cái này mình khỏi gặp thêm một miếng giấy lót nữa. Mình sẽ chia ra. Đây, cái quần này chắc đủ rồi. Đủ quần khổng lồ rồi. Cái quần này đã là không trừ miếng vải luôn các bạn. Chắc là không trừ miếng vải luôn nha. Chắc phải trừ hết, chúng ta ship lại, ship 4 lại. Chạy cho nó bằng phẳng ra chưa, để mình chạy bằng phẳng rồi mình sẽ quay cho các bạn thấy. Nó hơi bị khó vậy, cái vải này nó hơi bị xéo cái gì á. Bởi vì khi mình chạy ở đây khó khăn chút. Đây đúng là cái quần khổng lồ, cái anh đó ảnh gần 100 kg luôn. Nói của mình đó. Mình chuyên về cắt quần cho người bự hơi nhiều ha. Tại vì những người đó ra chợ á, người ta mua quần không có các bạn ơi. Nên thường hay đặt ở đây là nhiều. Cái vải này nó dính mà nó khó chảy ghê luôn ta. Rất là khó chảy luôn nha các bạn. Chứ là khó chảy cho vải nó ngay ngắn tươm tắt. Tại vì chỗ mình ngồi nó cũng nhiều vải quá. Mình đang chuẩn bị vào mùa thể thao nên đồ mình nó giãn mình rất là nhiều ha. Đây. Mình sẽ trời ơi. Rồi, tạm thời là vậy đi. Nó cũng chưa ngay lắm đâu. Nhưng mà ok như vậy ta. Cục giãn nó bị xéo vậy các bạn. Chúng ta làm sao thì làm chặt chội của các bạn ạ. Nhà mình giải nhiều quá, chặt chội quá. Chỗ cắt không được thoải mái. Mình cắt trên bộ ly quăng các bạn. Đây. Rồi, mình đã chải thành công. Một hồi giặt lộn với nó thì mình đã chải thành công nha. Nhưng mà nó hơi xấu vậy đây. Các bạn chải cho mình ship 4 này gì nè. Chiều khoảng 10 đến 10 mấy phân, khoảng này là hình sao các bạn. Đằng trước nha. Đằng trước nó sẽ nhỏ hơn sao. Cái mình chải nha, cũng mệt mỏi đó nó mới được ngay vậy nè. Các bạn chải cho thẳng thớm nha, chứ sao chúng ta sẽ dễ. Các bạn chuẩn bị cho mình cục phấn và một cái thước. Nói chung mình xài cái móc không à, cái móc này là có khoảng 34 phân ha. Mình cắt nha, mình lấy dấu ngang lưng, mình vẽ một đường lưng hạ lưng khoảng 3 đến 4 phân. Các bạn thấy à, chúng ta hạ cho có 2 đường nhìn song song nha các bạn nha. Xong chúng ta sẽ dùng cái thước này 34 đúng không? Các bạn lấy cho mình 30 đi. Nếu người mập thì từ 30 đến 34 nha. 30 được rồi, thằng trước mà. Chúng ta gặp ngang cái nữa. Đây chúng ta sẽ dùng cái giò đạp lại gặp ngang cái. Chúng ta sẽ gặp lên này các bạn ha. Nếu dùng dễ hình dung vậy đó các bạn, chúng ta sẽ ra miếng khoảng 3 phân.
cái mí nè, các bạn thấy cái mí nào, nó sẽ đánh cong lên một tí, giờ thành hôm trước cho các bạn thấy không? Nè, giờ cái quần chiều dài thì khoảng 34 với 25 là 50-59, chúng ta đã cho 60 luôn, dài 60 đi. Ngày này bạn cũng phải luôn sợ lõn, còn quần hơi lửng lửng mình nữa bạn. Chúng ta gặp hết cái đoạn này, chúng ta đi xéo góc về, giống như hình chữ V ấy các bạn. Cái đùi cũng bự lắm ha, cái người này rất tội luôn. Đây. Thường thường nếu mà cái giải khác mình sẽ nói ấy thì muốn giải khoảng nhiêu nữa các bạn, mới cặp đủ cái khổ ra. Mình đã chảy bốn lại rồi vẫn thường như giải nó vẫn vừa cái người đó nha. Giờ tiếp theo mình sẽ cắt nó như thế nào chứ. Cắt cho nó bằng bằng nó trên lưng. Mình cắt người mập thì nhiều đây, mình sẽ cắt cái đường đá. Chúng ta sẽ cắt cái đường đá chúng ta đã vẽ hồi nãy phải không? À. Chúng ta sẽ tiếp tục cắt cái đường. Cái đường này. Cái ấy này. Rồi. Các bạn cắt như mình ngang luôn. Lấy mình cắt lì cái miếng giấy ra luôn. Cắt từ ngang tới cái này mình cắt. Cắt thẳng qua bên kia luôn. Bây giờ. Cắt chưa đứt. Cắt sẽ cắt ngang được. Chúng ta sẽ bỏ đi hết những cái dụng dụng này. Bây giờ còn cái thân bên đây là không xa đúng không các bạn thấy không? Rồi, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng từ cái line này lên cái ngang đá, chúng ta sẽ đi xuống một phần cái đường này, chúng ta đi xuống một phần nha. Chúng ta sẽ ghi đánh cong lên mông, các bạn thấy dòng cong này không? Mình cắt này lên tới đây nè. Sẽ cắt kìa. Cắt ra chưa nè. Có cái hình như nè. Thấy giờ nó đã thành một cái đường đây. Giờ mình sẽ cắt giả cái phần sườn này ra nhé các bạn. Cái quần này khỏi nóng rồi là đủ rồi. Sẽ chơi cắt cái thằng này ra. Còn lớp nữa. Có hai lớp này thôi các bạn. Cái quần kia mình nói quần này phải nói mặt quần này đủ khổ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm túi nha các bạn. Mình sẽ đại xuống một túi ra. Ra đây nè. Đây thằng trước này các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ ngắn nha. Nó sẽ ngắn hơn thằng sau. Thằng sau ở đây nó dài nè. Các bạn thấy đáy dài không? Cái đáy dài nó quả phim không được luôn. Đây là cái dòng đáy nè, kéo thẳng lên, còn cái dòng sau thì nó nhỏ hơn các bạn. Cái quần này là quần khổng lồ mà. Đây, tiếp theo mình sẽ dùng cắt túi. Nói chung ra giải nào cắt túi cũng được hết trơn các bạn. Cắt cái này thì nó phí lắm ha. Mình sẽ dùng cái dây khác cắt túi. Nhất thiết là cái dây đó cắt túi mới được. Ta dùng những dây khác. Đây là cái túi. Mình sẽ dùng cái giải này làm túi đi, tại vì không nhất thiết phải giải của nó đâu, nhưng sao nó cũng làm cái túi được rồi. Chúng ta cũng xếp bốn lại, chúng ta cắt một khoảng cái túi khoảng bề ngang khoảng 15 phân đó, dài khoảng dài khoảng 34 phân cũng được các bạn. Khoảng 15 thì dài 34 nha. Sẽ cắt cho hai miếng trong cái này. Chúng ta có cái miếng túi gì nè mà nó sẽ gấp đôi lại ha. Đây, giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy dấu túi. Chúng ta lấy thằng trước cái nãy đó. Đây thằng trước các bạn thấy trước cái đáy nó ngắn ngủn không? Thay chảy ra. Mình muốn chơi cho cao ca mà không biết lấy gì chơi, thôi giờ đã hết.
mình chở ra xong rồi mình chạy cái thăm cái chiều dài của 34 này, chúng ta sẽ chạy song song với nhau cái đường sườn thằng trước á, chạy song song nha. Nhưng mà chúng ta hạ xuống khoảng 3-4 phân để làm lưng các bạn. Đây chúng ta sẽ chạy song song này, trừ là một khoảng lưng ngang đây các bạn thấy không, đây là song song giữa 4 tấm nha, hai tấm túi và hai tấm thân nha. Chúng ta sẽ lấy dấu đây, là cái dấu chúng ta sẽ mổ túi, chúng ta sẽ nhấp hai đầu như vậy, chúng ta gáp nó sẽ có một cái túi dài, túi dài các bạn, chúng ta làm nha, chúng ta sẽ nhấp khoảng được khoảng một phân rưỡi gì đó các bạn thấy không, nè đứt hết được 4 tấm vậy đúng không, đây chúng ta sẽ đem vào trong chúng ta gáp, mình sẽ gáp các bạn. Chúng ta chuẩn bị một con súp đen, tại vì màu này nó cũng đang đen, xanh xanh, chúng ta sử dụng đen được nha. Rồi một ống chỉ đen á, lớn chúng ta sẽ sử dụng các bạn. Mình định là mình không có viền cái đường sọc, nhưng mà viền cái con quỷ nổi lên đẹp. Cùi này mình sẽ viền màu đỏ các bạn, có con dây viền đỏ sẵn mà. Chúng ta sẽ, trước hết chúng ta thay bằng cái túi nha. Chuẩn bị cho mình con viền đỏ vậy nè, nó có nguyên cùi cùi á, bán 1 ký mấy chục ngàn. Đây là cái thân trước, chúng ta sẽ sử dụng làm túi nha. Đây là trước này. Đây là cái túi, chúng ta sẽ làm túi nha. Mình sẽ tạo ra túi. Khi chúng ta định hình cái túi như thế này nè các bạn, chúng ta sẽ mài lại hai cái đường chỗ này ha, và chúng ta sẽ bẻ từ bên trái bên phải. Rồi chúng ta sẽ nhiễu. Nhiễu theo cái đường này và nó ra được cái đường như này đó các bạn thấy không? Thì mình sẽ xếp lại cái miệng túi lại. Ta sẽ phá miệng túi lại và định hình lại thành cái túi nha. Đây là công thức với cái định hình cái túi của bạn, đây là cái miệng túi mà chúng ta sẽ phá lại cho mình. Đây là cuối cùng mình được cái miệng túi này, chúng ta gấp cái thân sau nữa và cái túi này ra, mình sẽ giảm thời gian lại. Khi cả hai túi chúng ta đều định hình lại hết, chúng ta sẽ gấp thân sau vô. Bây giờ dù cho thân túi thân không túi gì chúng ta cũng đều từ lai lên trên các bạn. Đây lấy cái lai nha, chúng ta dùng một cái thân để chúng ta ốp vô. Đây là hai trước, chúng ta từ lai lên trên thì gấp lại thành cái quần. Khi chúng ta đã gáp xong hai thân nó dính vô, các bạn thấy nha, đây là cái túi nè, cái miệng túi nè các bạn, đây là cái miệng túi hôm trước nè. Bây giờ mình sẽ may lai các bạn, sẽ dùng cái may lưới chúng ta sẽ gáp những cái đường thẳng như này. Gáp một đường thì các bạn như mình nghĩ mình gáp được, chúng ta phải đổi màu chỉ cho các bạn, cái chỉ này nổi lắm các bạn, nên đổi màu chỉ các bạn. Đây nè các bạn thấy nó nổi màu chỉ đen lên không, mình thấy đổi màu chỉ nha, mình bắt đổi màu chỉ, mình đã đổi màu chỉ nó cũng tương đối là tẹp các bạn, hồi nãy mình để màu đen thì nó không được ổn lắm. Bây giờ mình đã làm cái lai quần xong nè, mình sẽ gáp từ cái lai quần lên trên cái đáy nha các bạn. Chúng ta làm một kim này khá bự luôn các bạn ạ, cũng nặng 100 kg. Đây là cái quần đai nè, chúng ta lấy từ đai lên đáy nha, đây là đáy này các bạn. Khi chúng ta đã gáp hai thân giống nhau, đây là cái đường đai, còn đây là đường đáy chúng ta đã gáp như rồi, chúng ta sẽ lộn một thân nha các bạn. Đây là một thân chúng ta sẽ lộn phải nha, chúng ta sẽ đẩy vô cái thân còn lại, chúng ta nhét vào bên trong song song với đáy, mặt chúng ta ốp với mặt chúng ta sẽ tra đáy vô bạn. Đây là đường đáy chúng ta sẽ mai xong đáy là chúng ta đã thành một cái đường các bạn, chúng ta sẽ mai đáy nha.
khi mình đã hoàn thành hai cái đường đá này, chúng ta đã bắt đầu lộng phải rồi nha. Giờ mình sẽ lộng phải vào. Bây giờ cái quần còn cái lưng đó, cái quần khá lớn các bạn. Quần quá bự luôn ha. Quần này bị lắm luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ vô lưng nha. Chúng ta sẽ dùng cái mềm các bạn. Cái người này ta sử dụng cái mềm ha. Cái lưng 2 phần rưỡi thôi, 3 phần cứng lắm. Nhưng mà theo mình biết cái thì 75 ha. 75 80 các bạn. Mình nghĩ là 80 đi các bạn ơi. Khoảng 80 lưng nha, là các bạn biết người nó có dê tầm thường là chúng ta sẽ khóa cái đầu lại rồi chúng ta sẽ vô lưng. Khi chúng ta khóa xong chúng ta sẽ vô lưng các bạn. Đây là phần vô lưng. Rồi là kết thúc đó. Mình sẽ dùng một cái đầu dây này, chúng ta sẽ lấy dấu, chúng ta sẽ cái bình sườn cũng được. À, và sau lưng cũng được, nhưng mà mình lấy bình sườn lưng này nữa, mình chia đều ra hết. Trên nè, rồi chúng ta sẽ ốp xuống các bạn, ốp xuống, chúng ta ốp cho nó ngay cái đường này, chúng ta sẽ ốp nè, kéo đường lên các bạn, kéo cái đường to, không lò được các bạn. Quần nha. Nhưng mà chúng ta không nói thêm đó. Đây là thành phẩm quần này. Mình sẽ đem lên trước chải các bạn. Đây. Mình sẽ đem trước chải nha. Giờ đã xong thành phẩm quần các bạn thấy đi. Bự lúc nào mình quay không được luôn các bạn. Nó khá là bự luôn nha. Bề đùi nó khoảng hơn 2 găng tay của mình các bạn. Mông á, mông tính ra từ cái đáy này qua là khoảng hơn 2 găng tay của mình luôn nha. Một găng mình là 20. Tính thì cái mông là khoảng 4 mấy á. Thì đá thì cũng phải từ 4 mấy luôn, mà nói chung là mông với đá là tương đối giống nhau. Đây là xong cái quần tắm rồi, khá đẹp luôn. Theo mình biết thì đây mình sẽ có quần mẫu các bạn thấy. Đây là cái quần bình thường của người bình thường mà khoảng từ 60kg đến 70kg bằng cũng vừa các bạn. Cái quần bình thường thôi, còn cái quần bự các bạn thấy nó bự hơn rất là nhiều. Mà người ta đã khách bằng miếng lửng chứ không là bự sọt cũng như còn cắt ngang quá cũng bự ha. Đây là cái quần bình thường mà bán mỗi ngày là cái người bình thường bạn này cũng 50-60kg. Quần này thì khá lớn các bạn nha. Đó, các bạn thấy nó lớn không? Quá lớn luôn. Đây. Các bạn thấy quần bình thường có bao nhiêu thôi nè. Đây, cái quần khổng lồ đây. Quá lớn luôn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.